Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Rise of Heroes. Điều trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Hôm nay ở đây mình được tối nay với một cái vé có sẵn là được đủ một lần x10 này. Cái thứ hai nữa là mình cũng đủ được cái vé trắng để mà kiếm nước cái chấn, thì đầu tiên mình giải quyết hai vấn đề này trước. Thì giờ đợt này lấy quay còn 5 phát nữa là sẽ nổ được cái vũ khí thì sẽ quay x1 thôi. Tại vì đầu tiên mình không đủ 10 vé, cái thứ hai sắp nổ rồi. Mình sẽ quay x1 cái chỗ banner này trước xem nó ra chấn của con nào trước đã nhé. Để xem có hứng thú gì đó để có thể lên nâng cấp con tướng không. Vẫn chưa ra, quay khi nào nổ thôi nhé. Chắc chắn chỗ này sẽ được nổ rồi. Chẳng qua là hết sạch vé hay là sẽ dư được nhiều thôi. Có lẽ sẽ phải ăn đúng bảo hiểm đấy. Phát này chắc là ra phẩm cao hơn à? Ui, mà ra tướng. Vậy hiện tại là mình quay bao nhiêu phát nhỉ? Mình kiểm tra lại chút xíu là bao nhiêu phát rồi nhé. Ở đây thời điểm hiện tại là nó đã quay được ở đây là 2 nhát nữa sẽ nổ được S rồi. Vậy cùng lắm là lời được một vé là cùng thôi. Mà cái này cũng không chắc gọi là lời. Cái này nhiều khi khác gì lỗ đâu. Lỡ quay đốt cho nó đủ thôi. Vậy bắt ăn đúng phát bảo hiểm, phát này chắc chắn là ra này. Quan trọng là nổ cho mình có bị lệch ra đi chơi cái vũ khí khác không. Ôi chết bỏ mẹ, cái này như không phải của hai con đấy rồi. Cái này con nào nhỉ? Ôi chết thật. Cái này là chấn của cái con cùi bắp này. Đúng là cái banner này nó nhọ đấy nhỉ. Banner chính thì nổ ra cái con này. Mà banner vũ khí ra chấn của nó. Chán thế không biết rồi. Ok, thôi chấp nhận vậy. Hôm nay điểm vẻ hơi xấu với cái này quay phát x10 không. Hay là nó xui ở banner vũ khí đỏ banner tướng đó. Chứ thấy hôm nay điểm là hơi xấu xấu đấy. Này sao ra được cả combo, cả tướng, cả chấn của cái con cùi game ấy. Thực ra con đấy nếu có chấn thì không cùi lắm nhưng mà cũng không thể nói là ngon được. Nhưng thôi bây giờ chắc nó lỡ quay, chắc phải quay tiếp đấy này, quay 80 lần thì lẽ không quay nốt. Ờ quay nốt đi. Hy vọng là nó nổ cho mình con tướng, đừng có bắt ăn vòng 2 bảo hiểm mệt lắm. Liệu có nổ được màu hồng không? Liệu có cho cái màu hồng cho mình hy vọng không? Chỉ cần nổ hồng thôi, lệch hay không mình không quan tâm. Vẫn không nổ được, trời ơi. Vẫn không nổ được. Này chỉ có tướng SR thôi. Được con Alana cũng được. Khổ quá nó vẫn không nổ được. Để thêm con Inase, con Alana nữa thì quy đổi ra 10 mảnh. Này, như vậy là nói chung được cái hành trình vẫn còn nhọ lắm. Thôi chắc phải nối tiếp video sang ngày khác thôi. Chứ chỗ này hiện tại mình hết vé rồi. Để sẽ nối tiếp video ngày khác cho bạn xem nhé. Rồi ok, tiếp tục sang một ngày khác nhé. Đi quét qua cái này chút xíu đã. Lấy thêm chút tích điểm tầm này chắc cũng hết quan trọng rồi, lấy tí vàng cho vui rồi. Thực ra là chỉ lấy 5 vé vàng lấy xong từ mấy ngày trước rồi. Để sang hôm nay mình quay sang tận mùng 1 tháng 8 rồi. Để sang mùng 1 tháng 8 ở đây mình có thể mua thêm tí cái gear, chắc đổi thêm tí gear trước khi mà đánh cái cửa phải. Thôi đánh được cửa này trước đi, gear giờ chưa cần thiết lắm. Đánh cho nó win xong mấy cửa này tí xong vào gacha tí. Sang đi đổi thêm cái gear xem ram đựng ra cái gear gì. Nó gì xét hai cái shop của đấu trường. Nói chung tập này chơi lâu rồi thì cứ từ từ sẽ kiếm được kia thôi. Quan trọng là hên hay xui chơi kiểu random nó khó lắm. Đánh rất là dễ, chỉ lấy pha lê xanh thì tính.
không có gì cản trở lắm. Đấy, cửa chế độ lặp lại này thì nó cho dễ đấy. Ok đấy, đánh xong ba cửa nhé. Cái shop này giờ chả biết cái shop đấy đổi cái gì giờ. Thật nó phèn quá. Shop đấy ngon nhất là năm cái vé trắng này. Những cái khác thấy bình thường. Nhá đổi đến vàng. Đổi hết mọi thứ thì để mình nhớ cái map này. Nếu đánh đủ các ngày là gần như đổi hết mọi thứ. Này chưa phải ngày cuối mà. Cứ đổi liên tục là sẽ đổi hết được mọi thứ. Rồi bây giờ sang hai cái shop đấu trường này. Lấy cái gear. À quên mất mình đang quay lúc này là lúc ấy chứ. Lúc này lúc là 6 giờ 30 sáng và 10 giờ mới tính sang ngày mới thôi. Tức là 10 giờ reset cái này. Nên là vẫn còn đây thời gian chờ còn khoảng 3 giờ 26 phút nữa. Rồi vậy chưa ấy cái đấy tôi đi ra gacha đã. Chỗ này đây gacha được một lần thôi. Vét thêm một tí pha lê xanh kim cương cổ đại này không kìa. Đây không có mấy, thôi vào gacha tạm đi. Đợt này sẽ gacha tiếp nốt cái banner kia thôi vì cái này kim cương đỏ không có rồi. Gacha tiếp banner này đang dở dang 70 còn 5 ngày nữa cố nốt. Không được thì coi như lấy tích điểm thôi nhé. Ở đây tiếp tục dồn tiếp vào đây chẳng lẽ kiên trì lẽ không ra được con tướng. Khổ lắm. Còn bên banner nếu mà ra bên này mà còn dư vé thì quay tiếp sang banner Arbiter, còn không thì lấy tích điểm đổi tiếp con công chúa Ikegon lên thôi. Ô néo ra thật này. Đổi nước con công chúa Ikegon lên cho nó được thêm một sao thôi. Đèn quá trời thôi. Nhưng mà cái banner ngon nhất của cái đợt comeback của con Arbiter, con Ikegon này ấy, là banner vũ khí. Tại vì mình cần thêm cái để nâng cấp chấn của hai con đấy. Hai con đấy đều hai con mình hay chơi. Nên mình sẽ thiên về banner vũ khí này nhiều này. Vũ khí này giờ có 10 vé chứ mà sẽ quay hết 10 vé đó. Nếu mà trúng được một trong hai cái này thì tốt. Tại vì mình đang cần nâng cấp này. Nên là có vẻ mình thiên về cái vé trắng nhiều hơn là vé vàng trong trường hợp này. Nếu mà ra là mình một trong hai cái vũ khí đấy thì ngon. Đặc biệt là vũ khí mà Arbiter con mình đang dồn chính. Thì phát này có vẻ không ra rồi. Nhưng mà sẽ quay tiếp và cố gắng làm sao nó nổ nhé. Thế giờ này xem nó có bán thêm vũ khí không nhỉ. Nếu bán thêm thì mua thêm tí một tích điểm cũng được. Để mình vào trong cửa hàng xem có bán nhỉ. Nó bay chỗ nào không biết. Đây chỗ này. Chỗ này ở đây hiện tại mình nhìn thì sơ qua thì nó chỉ bá bút công chúa của công chúa thôi. Để mua nâng đột phá dần lên cho nó trâu ấy mà. Thì qua cái này xem của con nào. Mấy cái gậy đa số quảng cáo. Tính ra con Blue Moon mình đầu tư thêm cái này nữa là gần như lên nốt cái sao cuối đấy. Con này mình lên cũng gần 3-4 cái chủng rồi sao. Nên nốt cái này nữa thì như là được mắc. Các bạn mình chỉ có 195 tích điểm chứ chỉ đổi chắc chắn là một cái thôi. Thì chúng ta phải cân nhắc. Thì nếu mà ấy được có thể nhiều khả năng lấy của con Ikegon là cái này này. Nhưng thôi để chờ thêm nhé, với lại sang ngày mới còn reset mình đổi thêm được cái vé trắng. À nhưng mà chỉ có vé trắng mà đổi vậy. Thôi để đấy để từ từ mình cân đối thêm tiếp nhé, mình sẽ nối tiếp video nhé. Hôm nay quay sớm quá đâm ra đấy, chưa đến cái giờ đấy là nốt tính nhiệm vụ thôi. Đợi rồi nối tiếp video các bạn xem. Rồi ok, tiếp tục sau ngày khác, tiếp tục lại được là đích 10, hy vọng nó không nhỏ nhé. Rồi vào đây gacha chút xíu này. Ở đây chúng ta tiếp tục quay về tiếp, vẫn thôi thì cứ chảy cối nốt banner này nhé. Mà dù có 3 ngày nữa mình nghĩ là cũng khó làm điều kỳ diệu lắm. Nhưng thôi cứ chảy cối nốt đi. Nó nổ được phát thì nó trọn vẹn thì tốt hơn. Chứ còn mình nghĩ tầm này chắc cũng khó tích được thêm phát nữa lắm. 3 ngày nó ngắn ngủi lắm. Liệu ra màu nó đỏ không? Ui không một chút hy vọng nào luôn. Nói chung là lần này thất bại trầm trọng rồi. Và bây giờ thôi thử vận may thì cái kia vậy. Cái này thì đen quá rồi. Nói chung là có vẻ không có duyên với con tướng đấy. Nhưng mà mình đang nhiều khả năng mình vẫn sẽ không đổi con nào trong hai con đấy cả. Tại vì người ta đổi về thấy tóc nâng được mấy. Và bây giờ tôi cũng sang bên này chứ. Mình vào trong cửa hàng, mình xuống hai cửa hàng với hai cái đấu trường. Mình lấy cái mảnh này.
giờ mình xem có vận may có đổi cho mình cái này không. Cái này hiện tại với cái đồ công nó thiếu một món để tròn xét, mình hy vọng sẽ may mắn một chút xíu. Mình dịch lên chỗ đồ chỗ nào nhỉ? Ở đây chỗ này. Đây chúng ta sẽ thử vận may tiếp ở chỗ Rumble mình nhé. Đầu phộng nó đen thế mà biết rồi. Đợt này đang sát banner sinh nhật nó cũng đau đầu đấy. Tại vì hiện tại thời điểm mình quay đoạn này, mình quay đoạn này sang tận ngày 2 tháng 8 mình nối nhiều ngày mà. Thì sang ngày 2 tháng 8 lại nhả tiếp con tướng mới rồi. Nên có vẻ chủ đề chuẩn bị chủ đề bãi biển rồi. Sau là sau bãi biển là nhiều khả năng là sinh nhật game. Bây giờ thì cái banner này cũng chưa quay được. Và banner này quay cũng chưa ra. Nên giờ còn banner chấn các thứ nữa thì đúng là cũng khó. Thực sự rất là khó. Nhưng mà thôi nhiều khả năng thì chắc là thôi thì nhiều khả năng chắc mình lấy một con Ikegon ở trong cái 300 tích điểm đấy. Còn hai con cương thi tôi bỏ qua thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy còn để lại với cái phòng bừa thì ít tích điểm cộng với sau rùa quay tiếp thì đang 700 đúng không? Thì mình sẽ cố gắng làm sao mà từ giờ với cả cái banner sau nữa làm sao quay thành 900 tích điểm. Thì đợt này đổi mất con Ikegon thì mất 300 thì để còn lại 600 là ít nhất còn đổi hai con. Nếu trường hợp xấu con kia nó quá mạnh kiểu vậy. Sau rồi thì cố gắng giữ con trùng. Để vì ra bây giờ mình thực ra mình chưa biết sinh nhật game ra con gì. Biết đâu lại ra con Inase. Thì Inase vẫn còn nhiều con để có thể nâng sao. Để đã vấn đề rùa kiểu đấy. Còn banner tới thì là con cáo, con công chúa rồi. Thì cái đấy thì người ta biết rồi. Đấy thì người ta cũng đau đầu lắm. Nhưng thôi thì chấp nhận thôi. Còn cái banner ngon nhất thì vẫn là cái banner này. Nhưng bây giờ mình cũng không còn pha lê xanh để mà mua cái vé trắng để mà quay cái này nữa. Tại vì cái này quay ra được thì tốt. Nhưng mà còn 10 ngày nữa thì tôi cứ nuôi hy vọng mình thôi. Chứ còn chả biết được. Thực ra bây giờ team vẫn rất là khỏe chứ. Chả có cái muốn khỏe tuyệt đối hơn nữa thì phải đầu tư thêm. Nhưng mà dạo này đầu tư đang dồn tiền cho các game khác rồi nên là thôi. Thôi cứ để thuận theo vận may đi, chỉ chơi hơn năm rồi team nó cũng nhiều. Không may thọt con này lại chờ con sau vậy. Đấy mình lại tưởng phải nối tiếp video rồi nó vẫn chưa thành công nhưng vẫn chưa ra cái gì cả. Ok, tiếp tục sang ngày khác nhé. Ở đây tiếp tục được một lần x10 nữa. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng trong banner này nhé. Thì ở đây hiện tại cái banner ở đây nó chỉ còn đây. Đây banner nó chỉ còn có 0 ngày 12 tiếng nữa thôi. Nên phát này không nổ nữa thì cũng thôi nhé. Thực ra đã định quay banner khác cho xong đấy. Nhưng thôi mình nghĩ thôi đến nước này thì cũng quay nốt phát cuối. Đấy thì phát này phát cuối cùng mình quay ở đây. Còn nó không ra được nữa thì chấp nhận nhé. Mình nghĩ chấp nhận rồi, mình nghĩ có lẽ không nên dùng tích điểm để đổi. Nên là phát này ra được thì tốt, không ra được thì thôi. không còn lưu luyến gì nữa. Rồi vâng, nhất định nó không chịu ra rồi. Cái này thì ra con tướng. Thế vậy mình không có duyên với cái đợt banner cương thi lắm. Thậm chí còn ra con robot mới đau đấy. Nên là các banner chính thức thất bại nhá. Quay khoảng tầm 150-160 lần mà nó vẫn không đổ được. Và bây giờ còn lại có lẽ mình nên hướng dần đến cái banner chấn của con Arbiter hoặc con Ikegon. Tại vì cái banner này banner ngon nhất trong những ngày còn lại. Còn lại có banner tướng thì có điều kiện thì quay có thì thôi. Nhưng mà 99% là sẽ dùng tích điểm này để đổi đến một con Ikegon nữa. Để ít nhất lên là 5 sao. Còn trong quá trình kiểu gì còn 7 ngày chắc nó cũng sẽ rôn được tí. Đấy thì cũng chả biết có ra tướng hay không thì mình sợ nhất là ra con Arbiter. Nên vì cái banner nó rủi ro chỗ đấy là nếu quay trúng Arbiter thì thừa. Nên thành ra mình cũng hơi cân nhắc cái việc quay hay là mình quay sửa cái banner con tướng mới cho đẹp. Đấy thì còn thì cứ chơi kiểu rùa đợt này đấy một mảnh thì sau từ kiếm dần sau nốt cái mảnh còn lại. Đấy thì còn chung là chỉ chắc ăn là con Ikegon lên 1 sao thôi. Còn banner con cương thi mặc dù cương thi khỏe ta vẫn quyết định là bỏ nhé. Tại vì đen lắm rồi. Dù mình sẽ hy vọng nhiều banner chấn hơn. Nhưng mình đang xem xét cái việc là cái pha đê xanh hay mình tập trung pha đê xanh quay chấn. Để mua vé trắng quay chấn. Tại vì giai đoạn này quay ấy, kể cả không ra được cái chấn ấy, thì cũng được cái tích điểm này. Dùng cái này đẩy lên tiếp level cũng ngon. Đấy, thế còn bây giờ tướng thì cũng khoảng 4 sao hay 5 sao thì thấy cũng ok rồi. Đấy thì mình đang tính hướng đấy. Nhưng mà thôi trong khuôn khổ video này chắc là mình cũng chốt tạm video thôi. Một cái chuỗi video gacha không thành công nhưng nghĩ cũng phải chốt lại video. Nhiều khi cứ chờ nối quay nhiều quá ấy. Xong một số bạn lại tưởng ui không còn chơi game nữa để thấy video nó ít quá. Thì câu chuyện vấn đề bản chất đó là gacha không ra nên cứ nối tiếp nối mãi vẫn không ra, chứ không phải câu chuyện là mình không có chơi game. Người ta cái video này các bạn xem là nối rất nhiều ngày, tại vì cứ mấy ngày mới tích tường phát 1800 đúng không, nối liên tục như vậy nhưng vẫn không được. Nên là phải chấp nhận kết thúc video ở đây đã. Xong video sau chờ ra banner con tướng mới tính cái thứ là lại quay tiếp tính sau. Còn video này kết lại cái chuỗi series gacha thất bại.
bị cái con Katira cùi bắp nó ám quá, ám từ tướng lên chân, để đâm ra là không ngóc đầu lên được. Thôi mình chốt video ở đây nhé. Và vẫn nhấn mạnh các bạn là game vẫn chơi đều, chẳng qua gacha nhọ quá không lên được video. Thế giờ thôi, video này sẽ kết thúc ở đây. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và thôi bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.